Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024. Tin hôm nay cũng rất hay các bạn nhé. Thông thường là buổi chiều thì chúng ta rất là có thông tin nó ít. Đấy, bởi vì là từ sáng đến chiều thì nó không có nhiều. Mà từ ngày hôm trước mà qua một cái đêm thì nó sẽ rất là nhiều thông tin. Nhưng mà bây giờ là tuy là ban ngày nhưng mà thông tin nhiều mà lại còn vui được các bạn. Trước hết chúng ta nói về cái câu nói của ông Medvedev. Ông Medvedev thì chúng ta biết rồi, ông này là luôn luôn là tung những cái câu nói có thể nói là nó gọi là có thép, rất là ghê gớm, bởi vì ông cũng là dân luật sư mà, ông cũng đã từng giảng dạy đại học vân vân. Thì nói chung là ông nói ra là, và ông đã từng là tổng thống và là thủ tướng nữa rồi, thì bây giờ là anh lại đứng gần như anh đứng đầu cái cơ quan an ninh của Nga sau anh Putin. Ông Putin thì ông nhiều việc, thì thực tế là cái ông phó này là ông lại lắm việc nhất. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về câu nói của ông là cái vùng vệ sinh của Nga có thể đi qua lãnh thổ Ba Lan. Đấy, thì chúng ta biết là cái vùng vệ sinh thì Nga có vẻ là giống như đi vệ sinh, nhưng mà không phải các bạn, tức là nó gọi là cái vùng đệm. Nếu nói chính xác đây, ví dụ là vùng đệm đây, chúng ta thấy là nó đi từ tỉnh Kharkov qua tỉnh Sumy đến Charkiv. Để là gì? Để cho bên kia nó không được bắn sang, như vừa rồi đánh sang Belgorod này, rồi đánh rất nhiều sang Kursk, rồi đánh cái dạng như vậy, cứ bắn sang. Thì đây là thông thường là cái tầm nó chỉ 40 km thôi các bạn. Đấy. Nhưng mà Nga bây giờ lại đang nói là phải là tầm 300 km, tức là cái vùng vệ sinh nó phải đi tới đây. Vùng vệ sinh tôi xin nói luôn, tức là dọn dẹp cho nó sạch đấy các bạn, nó gọi là vệ sinh. Đấy, nhưng mà bên Nga nó gọi là, nó dịch thành như vậy thì tôi cũng trung thành thì như vậy, tức là khoảng 300 km là phải tới đây cơ. Đấy, tức là nếu mà tụi bay mà có cái súng mà pháo gì đấy, đại bác gì đấy, bắn từ đây qua tới đây mấy trăm km thì sẽ làm cái dọn vệ sinh đến đó, nôm na là như vậy. Đấy, quý vị hiểu cái cách cái gọi là cái khu vệ sinh của Nga nhỉ. Đấy, tức là gì? Chúng ta để biên giới này, đấy, còn lúc nào lấy thì lúc nào kiểm soát, giải phóng là lúc ấy chuyển của tao. Nhưng mà trong trường hợp mà tụi bay cái biên giới hiện nay mà bọn bay không để cho tao yên thì tao phải dọn. Thế thôi. Mà tao dọn thì thường là bắn cái Macron 40 km, giải tán Macron tới đây. Đấy, nếu mà tiếp tục bắn cái loại 150 km, hay là thằng HIMARS là tới đây, giải phóng thằng này tới đây, đây là khu vệ sinh tới đây. Còn tiếp tục là cứ thằng nào cứ nhiều hơn lại giải phóng tới đây, 300 km giải phóng tới đây, còn nếu 400-500 km thì giải phóng tiếp. Mà còn nếu mà chơi mà kiểu như Ba Lan ấy, bảo là bắt đầu các loại súng ống mà có thể chơi 1000 m, 1000 km ấy, thì lúc đấy thì khu vệ sinh là trước hết là cái khu vực giữa biên giới Ba Lan và Ukraine. Còn trong trường hợp bắn từ bên này bắn sang thì khu vệ sinh không loại trừ là ở trong lãnh thổ Ba Lan. Đấy là tức là theo cách hiểu của cái câu mà ông Medvedev vừa rồi ông nói. Phải dằn mặt như thế nào vinh như vậy. Và tất cả cái chỗ khu vực này, ví dụ như bắn tới đây, mấy ngày nay là ngày nào cũng cờ râm, ngày nào cũng cờ râm. Và bây giờ là coi như UAV, là coi như Novorossiysk này, rồi cái chỗ này, rồi đánh vào các cái nhà máy dầu, các thứ ở trong này, vân vân, Krasnodar. Thì đây, cái này nó gọi là UAV. Thì UAV thì cứ cho là của Ukraine đi, nhưng mà cũng không được, không thể lạm dụng kiểu đấy được. Chứ nếu mà là vũ khí Mỹ, vũ khí Anh thì là sẽ đánh Mỹ đánh Anh. Nhưng bọn kia nó cũng đang sợ, cho nên là bây giờ vũ khí Mỹ thì chỉ đánh vào cái chỗ Crimea thôi, tức là gọi là đất của Ukraine. Thì khả dĩ như vậy, nhưng mà hồi sáng chúng ta đã phân tích rồi, bây giờ nếu mà nó đánh vũ khí Mỹ hoặc là vũ khí Anh mà đánh vào trong này, nó trên cái cơ sở cái mác gọi là UAV thôi, hoặc là một cái vũ khí của Ukraine đánh qua bên này nhưng mà lại đóng cái mác, tức là vũ khí của phương Tây đánh qua bên này nhưng mà nó đóng cái mác là của Ukraine thôi, thì nó cũng rất là khó. Tóm lại cái ranh giới này rất mong manh. Như vậy khu vệ sinh nó sẽ chạy tiếp. Đấy. Tớ không thích đâu, nhưng mà các cậu thích như vậy thì tớ sẽ chạy tiếp như thế này. Đấy, vì thứ hôm trước chúng ta nói rồi. Đấy. Thì đây nó cũng là sẽ lại khu vệ sinh. Tức là gì? Giải tán luôn. Đấy, đừng có nói bắn ông bắn từ đây nữa. Rồi, khu vệ sinh. Đấy, dần rất đẹp. Nhá. Rất là dễ thương. Vậy thôi, thì khu vệ sinh như thế này thì rõ ràng là lúc đấy là cái gì? Thì tất cả những cái anh chàng màu màu này, xanh xanh đỏ đỏ này là không có còn nữa. Odessa của tớ, Mykolaiv của tớ, Dnipropetrovsk của tớ, Poltava của tớ, Chernihiv, Sumy, Kharkov của tớ. À, nếu mà bây giờ bắt đầu chơi 700, 1000 à, bắt đầu Kiev,
À, thì bắt đầu thì thôi thì có nghĩa là cái thì tất cả các vùng này thôi, chứ tớ thực tế tớ chả muốn, nhưng mà có cái là bây giờ cái tớ không yên với cậu, mà bây giờ cậu suốt ngày cậu cứ chọc 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 từ năm hồi nào đến giờ, nhất là 2014 đến giờ, thì lúc đấy thì tớ sẽ làm cái này, thì quý vị đừng có gì nói hết. Còn Ba Lan thấy ngứa mắt quá phải không, tớ bắn từ bên này sang rồi thì tớ lại làm tiếp, cái không loại trừ trong lãnh thổ Ba Lan, Nga nói thẳng luôn. Chứ là lúc là cứ bảo là ta đứng ngoài ta bắn thì có liên quan gì, hoặc là máy máy bay hay tên lửa của ông mà bay gần tới bên này thì tôi ở bên này, tôi từ bên này là tôi bắn rơi cái tên lửa của ông, tức là từ lãnh thổ NATO, thì hôm trước cũng đã nói chuyện này rồi thì không được. Đấy, tức là bây giờ tôi đang ở bên này mà ông tự nhiên ông nhảy sang đây ông bắn tôi thì coi như ông đi rồi. Ukraine nó chả liên quan gì với ông cả, nó chả phải NATO, nó chả phải EU, mà nó chính là nếu mà nói có liên quan thì nó phải liên quan với tôi, nó là cùng một nước với tôi ngày xưa là Liên Xô. Đấy, và nó nói tiếng là nói tiếng Nga chứ không phải nói tiếng Ba Lan. Tất nhiên chúng ta nói vậy chứ tiếng Ba Lan và tiếng Ukraine hay là ấy các thứ nói nhau hiểu hết các bạn nhé. Hồi xưa là tôi là coi như là học cùng lớp với mấy bọn Ba Lan này, Belarus, Ukraine, tất cả với nhau thì là quen cái con bạn là người Ba Lan luôn, người Lublin này này, Lublin này, ngay biên giới này. Tôi đến đây rồi. Cho nên nói thì nó hiểu nhau hết, nhưng mà chính danh chính ngôn thuận thì là tất cả Liên Xô là nói tiếng Nga. À, ngoài ra thì nó vẫn nói tiếng dân tộc nọ kia của họ, thì Uzbek hay là Kazakh hay là vân vân, là Tajik, đấy, Turkmenistan, Tatar, vân vân, đủ thứ, Moldova, thậm chí là Ukraine thì nó cũng có những cái tiếng riêng. Thì đấy là gọi là cái tiếng của thiểu số, chứ còn nói tất cả là đều nói tiếng Nga, trong văn bản sinh đẻ nó nói kia, khai sinh khai tử đều là tiếng Nga hết. Thì tới cái cậu này thì làm sao mà ấy được, cậu này chỉ là cái ăn đạn là khi chiến tranh thế giới thứ nhất là cậu cũng là thằng đầu tiên, mà đến chiến tranh thế giới cậu cũng là thằng đầu tiên, mà bây giờ nếu thế giới thứ ba thì ông cũng là cái thằng đầu tiên, có vậy thôi. Còn đây người ta đang xung đột chứ không phải là chiến tranh. Còn nếu mà chiến tranh thế giới thứ ba mà ông cứ lêu têu láu táu thì coi như là ông thì là đời ông quá đen. Cái số của ông như thế là số của ông, cứ là người ta phải bắn vào đầu ông đầu tiên, bắt đầu ông mới ngộ ra a chiến tranh nó đã đến với chúng ta. Cái khều khều làm gì cái chuyện người ta, cái khều khều quái rồi. Hôm nay dạo này là phát ngôn anh Kadyrov thì chúng ta biết rồi, tổng thống của Cộng hòa Chechnya là Cộng hòa tự trị thuộc Nga, đây là phía Nam, đây là quê anh ở đây ở Grozny, đây chúng ta biết rồi, đây là đây đây nó gọi là Chechnya, còn đây nó gọi là Dagestan. Thì anh Kadyrov hôm nay thì anh cũng tuyên bố, anh bảo là Nga sẽ lấy Odessa và Kharkov trong tháng 5. Sao là tôi xem quỹ thời gian là bây giờ là 18 nhưng 12 ngày thì anh này nói thì hơi liều, nói hơi là máu quá. Nói này người ta không tin. Nói sẽ lấy Odessa và Kharkov thì được. Chứ là còn thời hạn mà chính xác là coi như trong tháng 5 này thì tôi lại không tin anh chàng này. Nhưng mà thôi, kệ. Tức là để nói rằng cái ý chí của các cái lãnh đạo của Nga hiện nay nó rất là rõ ràng. Đấy, rất là cương trực và khẳng khái. Và ông Kadyrov chúng ta biết bây giờ là thượng tướng rồi. Zelensky hôm nay là bác bỏ cái gọi là cái sáng kiến của anh Macron, tức là trong cái thời gian Olympic ở nước tôi thì đề nghị Ukraine và Nga là đình chiến, là không có bắn, không có chết người trong những ngày cái hội hòa bình của thế giới như vậy. Hội thì mình đấy, thì bây giờ thì cái thằng Pháp mình đang ở Kharkov, mình đang ở cái chỗ mà Slavian mình bắn ra thì ta phải im mà. Ngu, thằng này ngu. Hôm trước là tôi phân tích là tôi nói không biết là dốt hay kém, thì các bạn nói là nó thằng ngu, nó đúng là ngu, ngu tức là dốt đấy các bạn, ngu dốt đấy. Chứ còn kém thì hôm trước chúng ta đã phân tích rồi, kém thì nếu mà được đào tạo những cái thứ thì nó sẽ lên trung bình yếu, à, trung bình, đúng rồi, trung bình yếu, sau đến trung bình, sau trung bình khá, đấy, rồi đến khá. Thì nếu kém thì còn có thể khác, có thay đổi được, chứ còn nếu mà nó thường dốt thì nó khó đấy, dốt thì gọi là ngu lâu khó đào tạo này. Thì cái thằng này là cái dạng đấy. Đấy. Yêu từ bé, yêu từ yêu cô giáo từ bé, học hành chi nữa. Rồi chúng ta bắt đầu nói tiếp tại khu vực Kursk. Kursk thì chúng ta đây nhỏ lại thì chúng ta nhìn đây là ba cái tỉnh biên giới Chernihiv, đối xứng bên này là Bryansk, bên này là Sumy thì bên này là Kursk, bên này là Kharkov thì bên này nó là Belgorod, bên này là Lugan thì bên này nó là Voronezh. Và nhé thì nó dính, nó không có biên giới nữa thì nó không nói, thì đây ba cái tỉnh biên giới nó màu hường hường chứ không phải đỏ. Thế bây giờ tỉnh Kursk
là cái nơi chuẩn bị tấn công sang Sumy. Hay nói cái khác, cuộc tổng tấn công vào cuối tháng 5 này. Hay nói cái khác là cái cú này là cú vả cuối cùng, có thể đến Kiev, có thể đến Odessa hay là cái gì đấy, thì bắt đầu từ từ đây. Thì hôm nay thì chúng ta biết là hồi sáng tôi có một cái bản tin nói là chuẩn bị tổng tấn công vào Sumy, là điểm, tức là cái tỉnh Sumy là sẽ mở màn. Chứ còn cái này là nháp thôi, nháp là nghi binh và các thứ nháp thôi, hiện nay đang hơi rừng rừng. Thì chúng ta thấy là tại cái con đường này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đến đây, đây cũng phòng tuyến của Nga này, là nó sẽ đến Sumy đấy, nó có đường Sumy mà hôm qua tôi vẽ là cái đường nào mà đi đi Kursk là tôi đã nói hết rồi, các bạn biết rồi. Kursk này nó nhiều niken lắm các bạn nhé, hồi xưa các bạn nào mà học bên này là đi buôn niken đây nhiều lắm. Thế thì cái chỗ này là thứ nhất nó có hai một cái, nó gọi là đã xây dựng hai cái bệnh viện dã chiến rất lớn đấy, nằm gần biên giới chỗ này và chỗ này. Như vậy là có nghĩa là gì? Chấp nhận đánh lớn và có khả năng bị thương lớn, tổn thất lớn, làm hai bệnh viện đây chứ không cúp. Nó gọi là Kursk, là vòng cung Kursk thì nó là cũng gần đây nhưng mà cũng không đưa về đây, là các bạn biết là hai bệnh viện dã chiến rất lớn, là một chỗ cái đường này và hai chỗ phía dưới này. Phía dưới này thì nó cũng gần thành Kharkov hơn đấy. Cái chỗ này thì nó cho cả mặt trận Kharkov, còn cái chỗ này cho cái mặt trận chỗ Sumy. Thì hiện nay đã đang vào giai đoạn cuối cùng, thì có lẽ là bắt đầu xong là sẽ tấn công. Thì đúng ra là tấn công vào ngày 15 rồi, nhưng mà cũng không hiểu sao, chắc là ông Putin ông đang ở đi Trung Quốc rồi lằng nhằng, có lẽ là ông về rồi với bắt đầu là nổ súng. Thì chúng ta biết thế. Ngày hôm nay thì chúng ta biết là tối qua thì Nga đã phá cái đập, thì hôm trước là chúng ta nói là có một cái đập ở cái khu vực bên này, cái chỗ Lipsy đây. Thì cái chỗ này thì có khả năng là bên Ukraine nó sẽ phá đập các bạn nha. Nhưng mà cái chỗ bên phía bên này, phía bên này, cái chỗ mà dưới Volchan, đây cái chỗ sông nước đây, thì cái chỗ là cái chỗ này, đây cái đập đây thì là Nga hôm qua phá rồi các bạn nha. Nhưng mà tôi hơi tức là lăn tăn ở cái chỗ là nó ghi là Stara Sarotop Dam, tức là đây tức là cái gọi là cái đập đây các bạn nha. Đấy. Thì trong trong các cái tiếng Nga thì nó ghi là Stara đâu là sao nào? À đúng rồi, cũng đúng thôi. Nó tiếng 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 Anh thế là Old Sarotop. Thì còn đây là Stari Star Sarotop thì cũng vậy thôi. Stari tức là già, còn Old kia cũng là già. Đúng rồi, thì chính là cái này thì Nga đã đập rồi. Phá rồi. Có nghĩa là gì? Các anh chàng này từ bên phía bên này, đông mà sang bên này. Hôm trước chúng tôi nói là cái dọc đấy là Nga thì đánh từ trên xuống dưới, Nga cần đất thì cái dọc này. Các cái cầu mà cái Nga ngang qua cái sông gọi là Severodonetsk River, tức là sông Bắc Donetsk đấy các bạn. Thì là lên xuống đây thì các cái cầu đây Nga phá rất nhiều. Còn số cầu dọc này thì lại Nga lại không phá. Mà hiện nay nó còn hai cái cầu dọc ở cái chỗ mà Volchan này nó là chỗ cái túi pháo này xuống này, thì chúng tôi cũng đã nói nhiều với các bạn rồi. Đây cái túi này, là túi vàng xuống đây thì nó hiện nay là cái phía này là Nga đang kiểm soát, còn bên này có hai cái để cho nó chạy xuống. Đấy, cho nó chạy xuống và vượt sông qua các bạn nhá. Vượt sông. Thì nói chung là các cái sông dọc thì là Nga phá, sông ngang thì không phá. Ngang thì khi mà Nga xuống sẽ gặp cái chặn ngang mà không qua được. Còn dọc thì nó sẽ là làm cho bên Ukraine sang tây sang đông, đông sang tây là không có, như kiểu Trường Sơn Đông Tây là không có em nào ở bên em đấy để anh diệt, em này bên này để anh diệt đấy. Chứ không có chuyện đó. Thế là hôm nay là chính thức là phá đập Stari, tức là Old Sarotop. Tiếp theo khu vực Lipsy là gần cái chỗ Lukyansk và anh Lukovo này, và chỗ này Nekuchina, thì chúng ta biết Sarara xuống Zelenia, Nekuchina rồi xuống Vesela. Thì đây cái tôi tường thuật lại một tí cái chỗ này, tại có một số bạn có khi là lần đầu tiên vào kênh. Thứ nhất là đánh ở phía bên tây là xuống. Thứ hai Lipsy đánh xuống nhưng mà không có tới cái cầu ngã ba này. Chúng tôi nói nhiều, có hai ngã ba quan trọng. Ngã ba thứ nhất là quan trọng nhất là ngã ba này. Chỗ này là quan trọng nhất. Thì Nga đang đánh dập dìu ở đây thì nó cũng đang tấn, tức là đang tập trung quân lên đây. Và cái ngã ba thứ hai là cái ngã ba này. Đây. Chúng ta thấy là một cái đường đi xuống này xuống Kharkov đây, và con đường này thì đi
Nếu mà đi xa thì nó sẽ xuống tới Cuvian, nhưng mà ở đây chúng xa quá chúng ta không nói. Đây nó có một tam giác đường, cái chỗ này cứ đi qua. Cái đập đây là hồ sông này, đây toàn sông hồ hết. Thế thì cái chỗ này là Nga, thì bây giờ là mấy ngày nay là Nga cứ dập dành, đây là đất Nga này, Russia này, đây Ukraine này, đã đánh tới đây rồi và đang 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 muốn đánh xuống Nakuchina, nhưng mà cái chỗ này thì chúng ta thấy là nó đang có cái ô này, tức là đang giao tranh ở khu vực này mà Nga chưa vượt qua. Ý đồ của Nga sẽ vượt qua cái khu vực này để xuống Vesele và có thể là đánh xuống các cốt ở phía dưới này trong tương lai. Nhưng mà hiện nay thì ngày hôm qua thì chúng ta biết là Lugansk thì là Nga đã tấn tới đây rồi và cái chỗ này cũng đang đánh xuống, là một là có tiếp tục là đánh vào cái khu ngã tư, hai là sẽ đánh xuống Vesele này. Tuy nhiên hôm nay thì chúng tôi thấy là Nga đã không vượt qua được khỏi chỗ này, và hồi sáng thì chúng tôi cũng đã có nói là cuối cùng là Nga đang đánh về phía đông nam. Các bạn cứ mở ra cái sáng là cái tập 1130 đấy. Đấy, thì bắt đầu lại đi check hướng này, bởi vì cái hướng này là hướng trực diện để chúng ta biết rồi, xuống Lipsy và xuống thẳng Kharkov nó tương đối khó, và hiện nay người ta đang tập trung 15.000 quân Ukraine tại đây. Đấy, chính vì thế Nga không việc gì phải đứng đầu. Như chúng ta biết là Nga hiện nay ở các khu vực này, từ từ khu vực Lipsy qua bến Vovcha bên kia thì chỉ khoảng 4.000 cho đến 5.000 quân thôi. Đấy, tức là chỉ gọi là gần như là nói nghe binh cũng đúng, nói tấn công cũng đúng, mà nói bây giờ bị chặn đứng cũng không sai, không sao hết. Tớ bây giờ đánh đánh thẳng với cậu, cậu mà nó mạnh quá thì bây giờ tiếng là một chọi bốn thì tớ đánh chặt qua bên này, không sao cả. Cho nên là bây giờ Putin nói là chưa lấy Kharkov cũng không có gì sai. Hiện nay là khu vực Lipsy là như vậy các bạn nhé. Có thể nói là Nga đang bị lùi, đang lùi chỗ này vì nó pháo kích rất là nhiều vào các cái khu vực này. Xin lỗi cái màu nhé, làm đổi cái màu này. Đấy, đang tập kích rất nhiều vào cái chỗ ngã ba ngã tư này, khu vực này chưa vượt qua được ngã ba này. Thì hôm qua chúng ta nói là Nga phải đánh bọc xuống phía sau sau phía này, sau đó đánh bật lên lên đây, thì tức là cái các cái quân quân ở phía trên phía bắc của Lipsy nó sẽ tự tự chết. Nhưng mà hôm nay thì Nga lại không thực hiện được cái cách đánh đó, và hiện nay là chúng ta biết là đang đối đầu các chỗ này. Tóm lại là khu vực này thì lực lượng Ukraine đông hơn, bởi vì tiếp viện của người ta mấy ngày nay người ta đã lên tới nơi rồi, và Nga cũng không có chủ trương là đánh thẳng vào Kharkov hoặc là chưa lấy Kharkov, cho nên cái này chúng ta thấy nó cũng trùng hợp nhau thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi qua hướng phía tây của cái màu trắng này, phía đông của màu trắng này, tức là bên này là Vovchan, đỉnh cao là Vovchan, là thành cái thành phố có thể nói lớn nhất ngay sát biên giới. Còn chỗ Lipsy này cũng là một cái mặt trận rất là lớn, nhưng mà Nga đang bị chặn đứng ở đây. Và chúng ta biết là trong vòng một tuần qua thì Nga đã lấy được 257 km², và với cái đà này thì Nga có thể lấy rất nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ phân tích sau. Tại Vovchan thì phía dưới này đã bị đánh sập cái đập rồi, thì nó sẽ liên quan đến cái tiếp viện. Nhưng mà tiếp viện mấy ngày nay thì họ đã lên có thể nói là rất đông rồi các bạn nha. Đấy, nó lên tất cả cái hướng này và chúng ta thấy là đang giao tranh cái khu vực này. Đấy, thì đây là Vovchan này. Đấy, thì chúng ta bây giờ chúng ta đi từ dưới này thì Nga hôm nay đã lấy 100% cái Staritsa này. Thì cái chỗ này thì thực tế hôm qua hôm kia thì đã đánh rồi, nhưng mà hôm nay mới là 100%. Thì hiện và cái Teronova này tuy nó đang là cái màu xanh này, nhưng mà thực tế là Nga đã lấy rồi các bạn nhé. Các bạn cứ tin tôi đi, cái này đã lấy rồi. Cái này thì hôm trước lấy được một ít, nhưng mà hôm nay lấy 100%. Thì hiện nay nó bắt đầu là Nga là sẽ tấn xuống và tiếp tục là sẽ đánh, sẽ lấy anh lấy anh chàng này. Và tôi nghĩ rằng anh chàng này thì trong vòng ngày mai chúng ta sẽ nhớ cái tên. Mai tôi sẽ xướng tên anh chàng này, các bạn nhớ đón xem. Izbiska. Các bạn nhá. Rồi, đây là phía tây của cái vùng phía đông. Rồi, chúng ta bây giờ đến trung tâm này. Đấy, đây là cái vùng này phía đông này, bên này vùng này phía tây này. Thì vùng phía đông này thì chúng ta đang nói phía tây của vùng phía đông. Thì bây giờ chúng ta vào phía giữa, vào giữa và trung tâm. Thì trung tâm thì tôi nói rồi, hồi sáng là coi như là dí chạy chạy gần chết rồi, vẫn còn đang giao tranh với bạn. Bây giờ còn giao tranh gọi là sơ sơ ở cái chỗ mà phía ở cái túi đạn này thôi. Đấy, cái túi đạn này nhiều bạn thì cũng lần đầu tiên xem thì tôi cũng vẽ lại. Đây nó có con sông các bạn nhé. Đây là con sông. Thế thì con sông này thì coi như cái đây nó gọi là cái túi đạn này. Đây là cả cái vùng này thì Nga đã giải phóng rồi.
Đấy, cái chỗ này cũng giải phóng luôn rồi. Nói chung là phía bắc của con sông này thì giải phóng rồi, nhưng mà nó vẫn còn giao tranh, nó còn một vài tên con cò con cuốc rồi nó sơ tán sơ tiết rồi lê lết đỏ kia thì nó cũng còn đùng đùng đoàn. Nhưng tóm lại thì là Nga cũng đã tràn qua phía bên này rồi. Đấy, đã tràn qua bên này rồi, tất cả bên này rồi các bạn mà nhá. Đấy, đánh nhau ở đây rồi, đánh ngã ba này rồi, cái ngã ba phía dưới này còn một số nó tiếp viện lên thì Nga đánh sập cái đấy nữa là tiếp viện khỏi lên đây, có nghĩa là các em này riêng ra thì còn bây giờ bắt đầu làm thịt tiếp các em này. Thế còn hôm nay thì là cái chỗ Tikhe này chúng ta biết là Nga đã giải phóng rồi trước đây rồi, nhưng mà hôm nay thì là Nga lại giải phóng tiếp cái chỗ này đây, cái chỗ Zhybine này các bạn nhá. Đấy, nó thụt xuống dưới này rồi thì cái này thực tế là nó xám, nhưng mà ngày mai tôi cũng sẽ xướng danh đồng chí này. Đồng chí này là nó với lại đồng chí Isbiska các bạn nhé. Isbiska trên này thì có đồng chí mang tên là Zibine, thì hai đồng chí này ngày mai tôi sẽ xướng tên. Đúng ra hôm nay nói giải phóng thì không đúng đâu, mà gọi là gần giải phóng rồi thì là đúng, còn Tikhe này mới là giải phóng rồi này. Sau đó thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục, tôi được cái lạc quan không có đấy, tiếp tục ten 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 ten. Rồi cái anh chàng này là cái trung tâm gọi là sinh quyển à, rồi tí khe đâu có em rồi ente. Thì ngày mai chúng ta có khả năng sẽ lấy luôn cái chỗ này Khutori Vost, nó gọi là Vovchansky Khutori các bạn nhé. Khitari cũng được, cũng không sao, Khitari là thông minh đấy các bạn, còn Vovchansky là thuộc về Vovchan. Rồi thế là như này ngon rồi, tức là chỗ này Taranova rồi Isbiske, rồi trên này là coi như là Zipnia, rồi chỗ này là Tikhe, rồi chỗ này là Khitari. Đấy, ok, nhưng mà cái này mới quan trọng các bạn này, chỗ này mới ngại. Thế rồi cái đoạn này có lấy không, cái đoạn này ngay có thèm không? Đấy, ở phía bắc sông nó có thèm không? Không thèm cũng phải lấy, bữa nay là lấy thoải mái các bạn ạ, đi qua đi lại ở đây thoải mái lắm, tại bên bên kia sông bố nào dám qua. Cái chỗ vô chán nó còn còn liều nó qua, cuối cùng nó cũng đi sạch cả rồi, chẳng còn thằng nào. Thì cái chỗ biên giới này tự nhiên thành, đánh ở đây mà ở đây tự nhiên thành, thế là coi như cái chỗ này là coi như là Nga lượm hết rồi các bạn nhé. Cái dãy này này, dãy này y cái dãy này luôn, tức là tự nhiên là nó dài cũng được bao nhiêu là km. Trước chúng ta nói là cái chỗ này là 50 mấy km thì chỗ này người ta nói là 27 km các bạn, từ đây đến đây 27 đến 30 km là rất dài nhưng mà hẹp thôi, nhưng không sao cả, tức là bên phía bắc sông rồi. Sau đó là chúng ta thấy là coi như là đấy, thì ngày mai ngày hôm 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 hôm, hôm kia tôi nói vô chan là cuối tuần, tức là còn một ngày nữa mà các bạn, cái ngày nữa thì chắc xong ông này luôn, xong ông này. Còn mấy cái ông linh tinh lúc nãy chúng ta nói đánh ngang đánh dọc cái chỗ này rồi, còn ông này chỗ đánh ngang đánh ngang cái chỗ này, ngày mai lấy nốt chỗ này thì là ngày mai xong cái là coi như không không có vẻ đẹp này đâu các bạn, nói nó cũng khúc khỉu tí, nói thế là giống như là ghẻ kẻ ấy cái thứ này, nó xuống như này đấy. Che chắn cái ông này là ông Sarada đây đấy, ông này Sarada chắn cái khu vực của Sarada này xong rồi là bắt đầu nó làm, bắt đầu Nga mới nói chuyện tiếp cái chỗ lúc nãy là tương tác ông Lipsy này, chạy chạy sang đây này, để ông chủ Taranova với cái Sarada này đánh này. Đây là nó có chữ Nekuchina các bạn nhớ chưa, Nekuchina nằm đây, sau đó đánh Phaisala nằm đây, rồi bắt đầu đánh Kharkov, thì Kharkov này đấy. Lúc đấy thì muốn đánh bật đánh ngang đánh dọc gì đấy, đập phá đấy, phá đập phá đấy thì thoải mái đấy. Lúc này thì hiện nay cái khu vực này của bên Ukraine nó là có 15.000 quân, 15.000 quân tức là nó tầm khoảng 30 tiểu đoàn đấy các bạn nhé, đấy, khoảng tầm 30 tiểu đoàn đấy các bạn. Ok sure chỗ này chưa, make sure rồi là chúng ta đi xuống à, chúng ta đi xuống. Thế thì bây giờ là cái mặt trận này ghê thật, thế mà ông Sumi bây giờ là dập danh này nữa thì có chết không, thì bây giờ là người đã không có, bây giờ ông lại bắt đầu ông bày ông vẽ ra cái trò là đánh ở bên này nữa, thì có mà cái thân này mà ra 1.000 mảnh nha. Kệ cái này tôi không cần biết. Kupian, tại khu vực Kupian này thì hôm nay tự nhiên là đánh đấm ở đây cũng hăng mới chết chứ. Cái chỗ trên này là Kulia, Kislovka và Kuliarovka. À, thì chúng ta biết rồi, tự nhiên ta bay ca nó lõm lõm vào lõm, nhưng mà thực tế nó đang chạy ra Christiania đây rồi, nó đang chạy ra đây rồi các bạn nhá. Đấy thì bây giờ chúng ta nói xuống dưới này, xưa nay cái bé bé Restore này thì chúng ta biết là nó nằm ở vùng xanh xanh,
Nhưng mà hôm nay tự nhiên đánh ở đây có cái ấy ở đây như là lấy được rồi thì phải nhỉ. Đấy, tức là có một số anh ở vùng đỏ rồi. Đấy, có một cái núi là một số anh vùng xanh. Ngày mai tôi sẽ điểm danh cái anh chàng này. Berestova, các bạn nhớ nhá. Anh này hồi xưa nói mà muốn đánh hoài mà đánh hoài chưa được. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ điểm danh. Trên kia có hai ông này một ông là ba. Rồi, chỗ Stelmakhovka thì ở đây nó có một cái ông này ông trốn đâu rồi, Novosilovka đâu rồi, Silovka đâu rồi, thôi chúng ta không không lấy mất thời gian. Đây cái chỗ này thì chúng ta biết là cái chỗ Perestove này ga sẽ đánh xuống nôm na như thế này. Đấy. Sẽ đánh xuống anh chàng này, đánh rời rời này là sẽ thôi các bạn nhỉ, còn nó liền nữa là với ấy này, còn bây giờ ở chỗ này bị đánh liền, đang đánh ra chỗ này. Đấy. Rồi cái chỗ dưới này Aroka đang đánh ra chỗ này, Aroka nó ở dưới cái chỗ Klitschka mà phía tây nam của Bát Bút nó cũng có Aroka các bạn nhé. Cái chỗ đấy là có một con đường thôi, có một con đường là cho người sống và một con đường cho người chết, để tí là chúng ta xuống đây chúng ta xem. Thì hiện nay Nga đang tấn công hai chỗ này, chỗ này thì chắc là đơn giản thôi, sau đó sẽ đánh lên và sẽ lượm anh Stelmakhovka này. Cũng hy vọng anh này sẽ sau Berestova một ngày, cứ cho là vậy đi. Stelmakhovka, Berestova, các bạn nhớ cho rồi. Rồi chúng ta đi xuống tiếp. Rừng tội phạm, cái chỗ này buổi sáng tôi có nói là đã đánh được một nửa cái làng này rồi, cái làng này cũng xương xẩu lắm, đánh bây giờ nó đang thuộc qua tới đây rồi. Mà vấn đề quan trọng hơn cả đó là chính đoàn lữ đoàn 81 xưa nay trấn giữ đây rất là hắc ám, bây giờ là bắt đầu là Nga đang dí ở đây ghê gớm lắm. Thì bắt đầu em trai dí thì em trai chạy đi xa, thế giờ em đi Kharkov rồi, đến Kharkov mà bạn đánh sùng mi mình lên Kharkov mệt gớm, nhưng mà thôi cũng được không sao cả. Hiện nay thì Nga đang bùm bùm cái chỗ mỏ than mỏ đá. Màu này lạ kỳ. Đây đây mỏ than mỏ đá Belorusska, tôi cũng không hy vọng ngày ngày mai đâu, nhưng mà cũng ngày một ngày hai gì đó thôi các bạn nhé. Còn nếu ngày mai thì là thắng lớn quá, như vậy nếu có em này nữa sẽ là bốn em, bốn em, năm em, sáu em, trên cái chỗ Vovchan là hai em, rồi cái chỗ lúc nãy là Berestova là ba, Stelmakhovka là bốn, em này năm thôi, năm em, Aroka trên đấy là sáu, ở đó đấy các bạn. Chúng ta sẽ khắp nơi đấy các bạn nha, tưng bừng. Bởi vì sao, tại sao đánh chỗ nọ đánh chỗ kia thì chúng ta phân tích rồi. Cha xuất ra đánh gì mà lâu thế, có đánh được không thì bảo. Có đánh, đánh thật chưa? Đánh thật rồi. Kaliningrad là Nga đã tiến vào rồi, và cái chỗ này thì Nga nói là giống như là ăn và một cái là xong nôm na thế. Thì cái này là ngày mai các bạn nhớ nhá, nhớ nhắc tôi xem là cái này xong chưa các bạn nhá. Kalinina tức là phía bắc của Chasovka mà phía dưới của Bohanovka. Đây là anh Chasovka, anh Chasovka này nó có năm vùng, vùng nằm ở phía đông của cây kênh là một, là bên bên này kênh là hai, ở giữa là ba, ở dưới là bốn, ở trên là năm, thì anh nằm giống như con bạch tuộc đó, đó. Thế thì bây giờ là chính thức là đánh Nga là tiến vào vào đây rồi, và đánh rất hăng. Và không phải là đánh dễ như là ăn cơm, không phải dễ mà và giống như là và Kaliningrad này đó các bạn nhé. Ở đây là đấy là một một, mà thậm chí là có những cái vùng hiện nay, cái vùng ở phía đông Chasovka này là người ta nói là coi như Nga đã là coi như là thậm chí là còn đuối hơn về mặt quân số. Tức là bên bên kia nó sợ, cho nên là nó tập trung Chasovka này. Và chúng ta còn nhớ cái câu mà của Zelensky ra tối hậu thư cho Syrky là giữ bằng được cho đến ngày 9 tháng 5, thì hôm nay qua rồi. Nhưng mà hiện nay thì Chasovka có một số đã rút đi các cốt, nhưng mà vẫn còn rất đông ở đây. Trước đây là có 30.000 quân, nhưng mà hiện nay ở đây còn 15.000 quân, đối đầu với 15.000 quân của quân Nga. Và tôi thấy là xe tăng bắt đầu đóng bắn phá dữ dội ở khu vực phía đông của cái khu phố 1 này. Đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Ngoài ra thì chúng ta thấy là Nga đang dí chạy các cái xe xe tăng của bên Ukraine, các cái chỗ vùng trắng này thì nó đang dí chạy thì là Nga phát hiện ra được là nó chạy nhanh lắm các bạn nhỉ. Chạy tức là nó chạy như ô tô, xe tăng mà chạy như ô tô, nó chạy tự nhiên băng qua đây. Thế là Nga phát hiện ra là cái con kênh này,
cái con kênh mà cái chỗ mà không không chỗ này thì Nga nó áp sát cái con kênh này thì chúng ta biết rồi. Đây là con kênh này thì tôi nói lại thêm tí là Nga áp sát vào đây này. Kênh, còn riêng cái chỗ mà cái đường mà đi từ khu phố 2 qua phố 1 thì tôi không nói các bạn nhé. Đấy, tức là cái con kênh đấy là Nga áp sát. Nhưng phía dưới này không áp sát thì bắt đầu là mấy anh chàng này anh chạy thế nào mà coi như là Nga phát hiện ra là cái con kênh này nó khô nước, cái chỗ chỗ này không có nước luôn. Hay là nói chung là nước nó không quặn, nó lõm bõm, nó không nó cạn, nói chung là cạn, thế là nó băng qua đây được rồi. Thế thì ngày mai là ông biết đường chưa? Nếu ông biết đường rồi ông cứ theo nó, ông qua là ông quất lên thằng này cho tôi. Ông này có đánh kịp ngày mai không? Ông nói hôm nay ông nói ông đánh như là vả cơm nó nhanh như thế thì ông đánh xuống đây cho tôi thì cái thằng hai này lại nhanh đi. Đánh xong thằng hai này thì thằng một bên này tự chết. Nó qua con kênh đây rồi, mà có con kênh đây rồi. Con kênh tạ đào đây rồi. Đấy, kênh đào mà. Đấy. Kênh đào đấy. Thì coi như nếu mà kênh đào đây mà mấy ngày nay thì chúng ta biết là Nga giã dở lắm hình ở cái chỗ cái kênh này là coi như là tiêu điều hết. Thì nếu mà trong trường hợp mà anh hai mà từ phía nam đánh lên phía bắc đánh xuống ở cái phía đông này đánh tới thì có thằng này thì chỉ có chối chết thôi còn gì nữa, chạy đâu đấy. Còn xong cái một với hai là cái trung tâm đây rồi, còn mấy cái ông trên rừng trên núi này thì chẳng qua tôi lấy để tôi lấy điểm cao thôi, chứ còn cái ông thì còn điểm cao tôi leo lên không được thì tôi cứ bom, tôi bay, tôi lượn, tôi K52 trong này là bơm ra thôi chứ có gì, là bom xuống thôi chứ cái gì đâu mà việc gì phải leo lên đấy. Chủ yếu hai cái ông này thì bắt đầu đánh dữ dội được các bạn nhé. Còn cái clip chip K này thì chúng ta nói là hồi sáng rồi, đang dột dột nó chạy ra nhưng mà nó cũng đang co cụm đây một đống ở cái chỗ này đấy, nó chưa tới cái cành đào này đâu đấy. Cái này đang đứng đây cho nó chịu thập luôn cho nó nhanh đi, chứ còn cái chữ chéo chéo thì cái đó chúng sắp đi rồi các bạn nhá. Rồi chúng ta xuống cái chỗ dưới này thì nó có cái chỗ đây Andropka, lúc nãy là tôi nói trên kia nó có Andropka, dưới này Andropka, mà Andropka này nó có hai con đường thôi, hai con đường, một con đường to này là dân ở, còn con đường nhỏ này là những người chết ở. Đấy, chấm hết Andropka là bát tí đạo. Rồi chúng ta xuống ở Ocherestina. Ôi đấy, đánh chán quá, tôi thấy mặt trận một chiếc thứ trắng hếu này, coi như mà chưa đâu ở đâu. Rồi, có đánh đây đâu, bắt đầu đánh nó lại thụt lên đây rồi, tức là lên đường tí, hồi sáng rồi đây, bây giờ thế này thì ok, ổn. Thế thì bây giờ là đánh cái hướng này là hướng gì đây? Lên này à, lên đây à? Ông phải múc cái thằng Novo Oleksandrovka này cho tôi chứ, ông phải múc thằng Kalinova này tôi chứ. Thì cứ khéo lo, cái đấy là em biết rồi, rồi, cứ hướng này đi. Nó nhãn ra, nó bù ra, đây là múc đấy, nó nhãn ra cái nó múc đấy, là cái thằng nào cũng dính hết, không có thằng nào mà chạy thoát được đâu, lúc nào thôi. Sokin gớm không đấy, Sokin bữa nay nó đánh lõm Nga vào đây này, thấy không, lõm vào đây này, gần vào đây tới đây rồi, thôi cũng cứ đỡ đi, ráng đỡ đi, vì sự nghiệp lớn cứ coi như là cứ ráng đỡ. Đây này cái ông Jasno Brodovka này với kinh này đấy, bây giờ súng là ngay ngay họng ông rồi. Trước đây thì chúng ta nói là Ubanska là cái đại bản doanh của cái Ukraine tại phía tây, gọi là phía tây của chúng ta vẽ này đi, phía tây của Adipka, đây là của bên kia à, sao màu là đây à, cái này nó không ăn các bạn đây chưa, rồi là của Ukraine. Còn Nga sẽ là nếu mà Nga chiếm được thì đại bản doanh của phía tây Adipka Nga sẽ chuyển về đây, thì hai vị trí này coi như xong rồi. Thì hai vị trí này xong rồi thì hôm nay bắt đầu Nga bắt đầu với trưởng cái khu vực này, là anh này anh nằm giữa thì chúng ta biết rồi, chạy ra đây thì có nhảy xuống hồ tự tử, còn nếu có chạy lên đây gặp Uman là em lại kiểm soát, còn chạy xuống đây thì gặp Detailova thì tôi đã giải phóng thôi xong đấy. Thì bây giờ là coi như là cũng đã vào các cái bòm bòm mấy cái nhà đầu tiên của đây rồi. Thì cái ngày cái này các bạn nhớ ngày mai nhắc tôi là đưa vào cái danh sách giải phóng các bạn nhá. Zasado Brodovka này ngâm lâu lắm rồi, gọi là nó gọi con bác nó gọi là nghĩa lâu lắm rồi đấy. Bây giờ đừng có nói chạy với tôi nha. Rồi xuống Nevesca thì nó chạy hết rồi đấy, bây giờ cái túi bây giờ nó cái túi rồi, nó tháo khoán ra rồi, đang chạy về cái đường này đây đấy, nó đang chạy trốn về cái đường này đây các bạn đấy. Sáng cái này tôi đã nói rồi chạy à, màu đây, nó đang chạy về đây rồi đấy. Chạy về đây sẽ làm gì? Bắt đầu mấy thằng Krasnogorovka chạy cũng chạy về đây luôn. Đấy, cái đường này. Đấy, các em nó sẽ chạy lên đây các bạn nhá. Đấy, các em chạy lên đây cái chỗ này là Nga là nó phá cái đập đây rồi. Còn phía dưới này cái chỗ Marika tí nữa là còn chúng ta sẽ nói là cái đập Kurakova nó còn lớn hơn nữa cơ. Lớn hơn rồi nó phải chết. Đấy, cho nên là cứ cho nó chạy về đây. Chạy ra đây để trước hết là anh giải phóng, anh không tốn viên đạn nào.
Chạy đi, anh giải phóng không tốn viên đạn nào. Tất cả tập trung ra kia, anh làm thịt. Thế thôi. Nếu mà chạy chạy tới chỗ tiếp viện thì chưa tới nơi tiếp viện thì anh thịt. Còn đang chạy trên đường, khi sau khi mà tất cả cái khu vực này đã giải phóng rồi thì mình chạy đi đâu? Đi 24 giờ, 24 trên 7 là đi đâu anh biết. Đấy, cứ chạy đi. Rồi, xuống Marinka hôm qua thì là mới giải phóng ông Georgi. Thì bây giờ bắt đầu đã bầm bọt vào cái chỗ là Masibansanoka đây rồi. Mà xong cái này là lên Kurakova đây. Đấy, chính là cái anh chàng này cứ đập to đùng. Đấy. Anh này mà phá mà phát là coi như cả cái đám này xuống dưới. Ngập lụt hết, ngập lụt luôn tới ông Konstantinovka. Konstantinovka chúng ta biết là Parakakovka này hôm qua Nga đã đánh được rồi. Còn cái chỗ này là bất là lúc nào thôi. Đấy. Cái đường cả một dãy lên đây 6-7 cái thị trấn. Cái chỗ này xuống, cái chỗ này chúng ta biết đó là cái chỗ... đấy, chỗ Vremica, tức là mỏm Vremica. Đấy, các bạn nào mà theo dõi tôi lâu là tôi thấy đi, tôi đi tới đâu là các bạn sẽ biết tới đấy rồi. Đây, cái đường này là Nga sẽ đánh lên đây. Đấy, đánh lên trên đường này. Urakova đây là Marinka, Georgi, chúng ta mới nói đây. Còn cái làng mà coi như Novomikhailovka khó đánh là xong rồi. Bây giờ đến cái đường này, tức là cái đường ngã tư đây thì nó có Konstantinovka sẽ đánh lên chàng này. Nó là như vậy đấy. Còn bắt đầu tất cả xong rồi, trên kia xong chưa? Xong rồi, Alonso là thằng Pakrovsk, đấy là xong. Đấy thì chúng ta đã nói tới đây, bây giờ chúng ta đi tới cái chỗ này. Chúng ta nói tới cái chỗ này thì là Staromayerskaya và cái chỗ Uresna thì như lúc sáng, Nga cũng đang dâng lên thôi, cũng đang giền giữ đây thôi. Chứ còn chủ yếu là hôm nay là nó có cái chỗ này. Đấy, tự nhiên là sưng ra thêm một miếng ở đây và tiếp tục đang tiến về Gulepule. Đấy. Cái Gulepule này thì chúng ta biết là nó là cái điểm rất là quan trọng. Chúng ta sáng đã nói rồi, nó cũng như là Orikhov là một cái tam giác đối với cái chỗ Zaporizhia. Thì đấy là cái nơi mà Nga sẽ cũng là một trong những điểm đến. Đây, tất cả đến đây. Zaporizhia, nếu mà làm thịt được cái ông Gulepule này, ông này ông nằm đây này các bạn nhé. Còn cái chỗ này là mới giải phóng rồi không nói. Ông này là một, ông này là hai. Đấy, ông Orikhov đấy, là Robotina đây này. Đấy. Là sẽ lên trong này thì có nghĩa là giải phóng luôn toàn bộ tỉnh Zaporizhia. Rồi, tóm lại là gì? Ta cho bé lại. Thì hiện nay các cái lực lượng của Ukraine là người ta đang giải khắp nơi. Trước hết tôi làm cái màu này là cái màu xanh của bên Ukraine để cho chúng ta dễ nhìn. Xanh này đây. Giải từ cái chỗ mà Kupian đấy, dọc cái biên giới xuống đây. Đây là 1.000 km. Lực lượng này bao nhiêu? Rất khó. Bây giờ tiếp tục khổ quá là không có người lại còn cứ bảo tôi là vẽ thêm. Đấy, đây là tỉnh Kharkov, tự nhiên vẽ thêm cái đoạn này. Đấy. Ngắt tí, đấy, ngắt chỗ Lugan đây. Ngắt này. Mà lại nghe nói thôi thôi thế cũng đỡ lắm rồi, tôi mệt lắm rồi, tôi không có người. Mà lại nghe nói là chuẩn bị Subi rồi vẽ tiếp sang Subi. Chết tôi không chứ có phải. Rồi Sumi xong rồi, ông Chani góp mà còn một tí này để với ai. Rồi sẽ làm luôn. Như vậy là chúng ta thấy là cái đoạn này cái, từ cái đoạn ngắt này này xuống đây là 1.000 cây. Cái đoạn ngắt này lên cái chỗ ba cái tỉnh mới này 1.000 cây. Lính có không? Dự bị báo đáo không? Còn tù có không? Mà có 20 thằng chuẩn bị nó giao súng cho nó. Nhưng mà nó chiến đấu hay không? Không biết. Thế còn chính quy hiện nay bao nhiêu? Kể cả thằng chết, kể cả thằng bị thương, kể cả thằng đang cầm súng ở chiến đạo, 400 thằng, à 400 nghìn. Các bạn nhé, 400 nghìn. Bây giờ rải đi, rải kiểu gì? Chỗ nào, bây giờ lúc nãy chúng ta nói chỗ nào Nga nó cũng ngoánh hết, chỗ nào nó cũng ngoánh hết. Đây tôi vẽ nhỏ nhỏ để chúng ta sẽ nhìn nó mang tính tổng quát. Chỗ nào cũng đánh đây, ít nhất là các cái chỗ súng này, đấy. Còn chưa nói là cả Kyrinki rồi khắp nơi, cái chỗ Odessa này cũng đánh hết chứ không phải chỗ nào cũng đánh. Zaporizhia này, đặc biệt là chỗ Donetsk này, mà cái chỗ nào chúng ta cũng thấy đánh hết, thì nó phải rải quân hết. Đấy. Bây giờ ưu tiên ở đâu? Bây giờ ưu tiên cái thứ nhất đấy là chỗ Kharkov là 15.000 em. Cái chỗ Kupian với Kharkov sợ đánh xuống cái khu vực này, đấy, chỗ này 15.000 em, 30 em. Là 15.000 em trang xuất ra. Ucherestina mà tôi bảo sao nó dạo này đánh chậm đấy là bạn là từ từ đấy là các bạn đấy. Rồi tất cả rồi Krasnogorovka đấy rồi những là Georgi rồi những là Konstantinovka rồi Staromayerskaya Uresna rồi bây giờ thấy Gulepule rồi bắt đầu đến những là Robotina rồi đủ thứ này.
người đâu mà lắm này. Rồi nghe nói là cái chỗ mà cái thằng cái mỏ than mỏ đá, cái chỗ mà Belorusska đấy là coi như thằng 81 đang chạy ra, em chạy ra em chạy đi đâu, chắc là chạy lên cái bên này thì mỏng quá. Rồi bắt đầu là cái chỗ Stelkmeekhovka mà hôm nay nói rồi, Berestova hôm nay tự nhiên đánh khắp nơi thế này. Thế là đánh như vậy thì có nghĩa là gì? Là bắt đầu là chỗ nào nó cũng phải căng lên hết. Chứ không phải chỗ này mình nghỉ xong tức là mày đưa hết lên trên này thì thôi tính thế thì ai chả tính được. Trong khi đó là có nghĩa là gì? Cái quân mà nó phải chạy chạy tới rồi chạy lui. Bây giờ tự chưa nên chạy chạy xuống đây xong nghe nói cha xuất ra lại lên cha xuất ra. Các bạn nhớ chưa? Cái hồi mà chỗ mà Ustad chạy cha xuất ra chạy Kharkov, Kharkov bây giờ vào chạy Sumy. Cái chạy quanh đó, bây giờ ông cứ nhá chỗ nào là bắt đầu là nó là bắt đầu nó chạy chỗ đó. Chứ giờ tôi nói ví dụ như ông nhà giàu bây giờ ông làm cái đám giỗ, tôi nói ví dụ đám giỗ mấy 20 triệu ông đám đôi cứ rụng ra bục cùng phát là coi như là có người mang đến tận nơi. Nhưng mà cái ông mà coi như nhà nghèo ấy mà bây giờ mà nói là 5 triệu cứ giật gấu vá vai không biết lấy đâu ra 5 triệu mà mua được cái này lại mất cái kia, xong tức là tiết kiệm quá mua chạy ra chợ xong rồi mua không có lại chạy về lại mua lại chạy ra, tức là nháo nhác, tức là khi mà anh tức là tiền vào nhà khó là nó nháo nhác ấy. Còn cái thằng nhà giàu thì bây giờ là chỗ nào tao mà tao thích chỗ này tao nhá mày phát ở đây là cái nhà mày tập trung đây tao lại nhá mày phát đây cái là mày lại chạy ra đây tao lại nhá phát đây, nó cái kiểu như thế thì làm sao mà đánh được đây, anh Nga tội em tội thì đầu hàng đi. Rồi bây giờ ông mà nghe nói là đại quân ông đang chuẩn bị sắp chỗ này nó mới chết không chỗ Sumy này này đấy. Rồi bây giờ bắt đầu kéo sang kéo mấy thằng phía Tây sang, kéo mấy thằng phía Tây, mấy thằng phía Tây là gì? Mấy thằng phía Tây thứ nhất đấy là xưa nay là nó không đánh nhau, nó ngồi nhớ trông nhìn trăng nhìn trông mây trông gió rồi nó trông chó trông mèo thôi chứ còn nó cũng chả biết đánh là như thế nào. Bây giờ bảo đánh ra bây giờ thứ nhất là sợ, thứ hai là không có kinh nghiệm, thứ ba là nói chung là mình tới thì cứ có cho tao mình cứ tới các cái vị trí này để cho thằng Nga nó biết là có người là được rồi đấy. Cứ có cho tao thì bây giờ đánh thì đánh không đánh mấy anh tù đâu, thằng tù thì nó sẽ quay lại nó bắn chính cái thằng mới nhốt đó nhá, nó bắn bây giờ nó biết hết rồi. Đấy, nó, giờ mình ra lại còn phát súng cho nó thì thôi xong đấy, chứ phải như thằng Nga nó từ Siberia bây giờ nó đưa qua đây chứ nó khác, chứ còn bây giờ thằng tù đây mà đưa qua Nga này này thì nó mới khó này, nên cứ thấy người ta sử dụng tù cũng bắt chước sử dụng tù đấy. Là bây giờ bên chỗ chữ Sumy này bây giờ nó chuẩn bị nó dầm dập thế này thì nó bây giờ không biết là bây giờ xé kiểu gì. Bây giờ ông quân ông Nga thì ông có 700.000, nó loanh quanh ở cái khu vực cái chỗ này là nó 700.000, điều 100.000 nó dễ ở đây mình chơi 10.000 hơi bị khó căng ấy. Chưa nói là vừa chạy tới nơi là nó lại nó đánh rồi. Hôm nay tôi bỏ sót mấy mấy cái tin là nó đánh vào được hai cái chỗ mà coi như đang tập trung quân tiếp viện các bạn nha, tôi quên nói đấy, tôi để xin lỗi rồi để ngày mai tôi nhắc lại đấy. Thế đánh kiểu này tôi đang đánh cái này mà coi như là còn hù dọa Nga nữa. Tôi nói từ nghe Zelensky nó hù dọa Nga mấy câu mà tôi nghe tôi cũng lạnh nháy luôn, kinh quá tiếc quá. Mà trong khi thế quan thầy nói là thầy lắc đầu rồi mà thằng này nó liều nó mà đúng nó liều thật, thằng này liều thật, ngáo ngáo thật, đúng nó ngáo luôn. Cho nên là nói bảo thôi thôi thì mà nó vẫn đang sướng lên được, bây giờ sao giờ đấy. À và còn riêng cái ảnh mà khắc cốt các bạn nhá, cậu đến khắc cốt là không phải đâu các bạn nhá. Đấy, có thể nó đến nhưng mà có cái là ở dưới cái chỗ mà cái gì đấy cái poster đấy cái biển quảng cáo đấy. Đấy, chúng ta thấy dưới biển quảng cáo là nó có cái cờ Nga các bạn nha. Thế là người ta mới phân tích ấy, là một ấy, là cái hồi mà Nga chiếm Kharkov. Đấy, hồi đấy hình như là anh có tới đấy anh chụp hay chăng. Hai cái thứ hai nữa là hiện nay là hoặc là nó chưa tháo ra mà bây giờ chụp bằng các cái nhiếp ảnh gia gì đấy của tổng thống gì mà ngu đến cái mức mà đứng dưới nền cờ Nga để chụp ảnh. Đấy, cho nó ngu dốt cái chỗ đó. Cho nên bây giờ bảo nó là tổng thống ngu dốt thì một số vệ là nhảy vào là coi như ném đá thôi, bảo là người ta là cái tinh hoa, là cái giới tinh hoa của phương Tây, là cái người mà coi như tiêu biểu đứng đầu coi như là lấy ngực mình lấy dân tộc mình ra đỡ để cho tất cả các nước phương Tây và Mỹ được an toàn. Đấy. Chúng tôi là những người đứng tiến đầu để mà chống lại cái xâm lược để mà giữ gìn coi như là đất nước Ukraine, giữ gìn cho cái gì gọi là câu gì cho hay nhỉ, tức là cái gọi là an nó gọi là cái gì an ninh của châu Âu đó, tức là cấu trúc an ninh châu Âu đấy, cái từ đấy để giữ vững cái cấu trúc an ninh châu Âu hiện nay, tức là cứ phải sát biên giới Nga cứ bỏ mà Nga đấy là cấu trúc hiện nay nó mới ổn định được cái đám đằng sau này, thì anh này anh đang đứng cái vai trò anh ưỡn ngực ra để cho người ta bắn đấy, nó là như vậy.
Tôi thấy nó cũng hơi dài đấy các bạn. Tôi có lẽ là tôi cũng kết thúc ở đây. Có mấy cái bình luận về mấy ông Biden nói anh Trump anh trước anh nọ kia, nhưng mà thôi thì có lẽ là tối nay tôi rảnh tôi sẽ làm cái nói chuyện thế giới quảng quả địa cầu. Mong các bạn sẽ đón nhận. Bye bye.